Em chào mọi người nhé. Hôm nay thì Audio TMX rất là chân thành cảm ơn anh Dương ở Quảng Nam đã tin tưởng và ủng hộ bên em một chiếc mic Su của Mỹ với model là BGXD4 hàng Digital và chạy côn mic là SM58. Thì đây là cái tai mic mà em đã chuẩn bị sẽ gửi cho anh. Thì thực ra bộ mic này và đối với hầu hết tất cả các mic Su thì có lẽ là chúng ta sẽ không còn phải giới thiệu nhiều về cái chất lượng âm thanh của nó, về độ hay, về độ bát xa, về độ chi tiết. Tuy nhiên là đối với dòng mic này thì cái giải min sẽ hơi nhiều, nên là tùy từng hệ thống mà có những hệ thống chúng ta sẽ phải cắt vội giải min đi một chút, còn có những hệ thống thì chúng ta để bình thường không vấn đề gì. Nhưng vẫn phải thừa nhận rằng cái mic Su này có được cái chất lượng âm thanh rất là tốt và sóng thì rất khỏe và ổn định, mà có lẽ chúng ta không phải bàn bạc hay lăn tăn gì về mic Mỹ nữa rồi, đúng không? Mỹ mà, đúng không? Thì em có về một lô vang ở đây như anh em đang nhìn thấy, và em sẽ test luôn cái sản phẩm vang này, và em quay gần hơn một chút. Đối với dòng vang này giá lại rất là vừa tiền, và với cái thiết kế thì như anh em đang nhìn thấy khá là đẹp, sang trọng, đèn nháy đèn nhiếc đầy đủ. Và đối với dòng vang này thì bên em có thể đặt được cái tên hiển thị trên màn hình và đảm bảo chất lượng cho anh em. Thì thiết kế của sản phẩm vang này thì được sử dụng cái mặt phay và được sơn với chất lượng rất là tốt, đèn nháy đèn nhiếc đầy đủ đàng hoàng. Nhưng mà chúng ta không thể bàn cãi và không thể quan tâm chính là cái chất lượng của sản phẩm. Thì như anh em đã nhìn thấy ở đây, vẫn được sử dụng dòng chip của Mỹ, đó chính là những cái dòng chip TI, DSP của Mỹ, và dòng này được sử dụng rất nhiều trong những con vang như là CV Acoustic model là D4 nhá. Và những cái chip RAM thì được sử dụng chip rất là xịn, chất lượng đó, và một số những cái chip nhớ và được sử dụng chip DAC riêng biệt của hãng. Và thiết kế cũng như là cái gia công linh kiện thì anh em nhìn thấy ở đây nó có một cái sự chuyên nghiệp và sử dụng linh kiện khá là tốt và chất lượng. Ngay đơn giản như cái thiếc cũng được sử dụng với những cái thiếc với cái chất lượng và có độ bóng rất là cao, mặc dù sản phẩm thì đều từ rất lâu rồi. Và anh em có thể nhìn thấy ở đây được che đậy rất là chuyên nghiệp và đảm bảo chất lượng. Và nguồn sử dụng thì anh em có thể thấy rất là tuyệt vời. Đó. Riêng cái khối nguồn. Cái khối nguồn anh em nhìn thấy đấy, cũng rất là chất lượng. Thì chúng ta không thể bỏ qua được nói về cái Mỹ này. Đó chính là cái chiếc đầu thu của sản phẩm này. Đó, chiếc đầu thu của sản phẩm. Thì anh em ở đây đang nhìn thấy đó chính là cái chiếc đầu thu của cái sản phẩm Mic Su này. Và model của nó đây, BGXD4 Digital nhá. Đấy. Thì đây, quý và nguồn cũng là sẽ phải là nguồn đi kèm theo luôn. Như ở đây thì em sẽ không quay cái nguồn, và rất là cảm ơn anh. Một lần nữa cảm ơn anh trai Dương. Và đây là cái vang CC Pro. Còn bên này là chiếc vang BD Work Start. Thì ở sản phẩm này có vẻ như có cái thiết kế khác đẹp hơn. Hai cái này, cái model này nó cao cấp hơn model bên này một chút. Giá nó chênh nhau là 300.000, bên này là 2.5 triệu, thì bên này là 2.8 triệu. Giá rất là vừa tiền, đúng không ạ? Mà có cái thiết kế đẹp thì như anh em đang nhìn thấy ở đây, đúng không ạ? Và bên trong bên này thì nó cũng gần như hầu hết là cũng vậy thôi, nhưng mà được thêm hai rắc đầu ra, thêm hai cái rắc đầu ra, tức là bên này là 5.1. Còn về cơ bản là thiết kế cũng sẽ gần giống như bên kia, không khác gì nhau. Nhưng em sẽ thấy ấy là nó thêm hai cái rắc này. Đó. Thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng test thử cái chất lượng âm thanh của cái sản phẩm này, xem là tiếng mic của nó như nào và đảm bảo chất lượng, cũng như là kiểm tra độ ổn định trước khi gửi đi cho anh trai Dương nhá. Thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng chạy thử và nghe thử. Và ở đây thì em test với cả một đôi loa PRS có cái thiết kế rất là đẹp. Đây em mời anh trai đến test thử cái mic. Em chào mọi người đi. Chào mọi người. Dạ. Yeah. Ok. Từ ngày mới yêu nhau,
lòng không đớn đau, lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi, người đã quên, ôi quên biết đường về. Sầu gọi sầu đã rơi lệ ướt hoen mi, đoàn buồn người ơi có nghe khi mưa lạnh về đêm. Nhớ hôm nào ta mới giận hờn, đưa nhau về đường phố mưa trơn. Lỗi đầu à? Này là lỗi đầu. Lỗi. Rất là xin lỗi anh em, là cái đầu việc KTV của em nó bị dừng hình. Rồi, vừa rồi là đấy là anh em cũng có vừa nghe được cái chất lượng âm thanh. Đúng rồi, bị lỗi đầu. Vừa nghe được cái chất lượng âm thanh của chiếc vang này phát ra, cũng như là cái tiếng mic khi kết hợp với sản phẩm Mixu này. Thì đối với dòng vang này thì hầu hết là có được cái điểm lợi rất là mạnh về echo. Thì em sẽ có một cái video clip test riêng cho anh em để anh em cùng nghe và cùng xem về các cái thông số kỹ thuật của sản phẩm này sau. Rất là trân trọng ơn anh em đã theo dõi video này và hy vọng là anh em sẽ tin tưởng và ủng hộ Audio TMX trong thời gian sắp tới.